Đặt bàn thờ thần tài dưới đất là nên hay không nên từ chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam. Vâng, xin được mến chào quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, hy vọng một cuộc sống ấm no hạnh phúc là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng khát khao và mong muốn có được, đúng không ạ? Có những người từ khi sinh ra đã ngồi mát ăn bát vàng, nhưng mà cũng có những người số phận kém may mắn hơn cho nên phải tự lực cánh sinh, gây dựng cơ đồ của mình. Với ý chí, nghị lực và quyết tâm cùng với niềm tin cháy bỏng, họ đã khao khát thành công đến mãnh liệt và đôi khi họ gửi gắm niềm mong ước ấy vào một thế lực siêu nhiên, đó chính là các vị thần linh để bảo vệ và mở đường cho con đường kinh doanh của họ. Và một trong những vị thần quan trọng mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là thần tài. Việc thờ cúng thần tài đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người dân đất Việt. Và ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị và anh chị. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí đặt bàn thờ thần tài trong nhà để có thể tiền vào như nước, tấn tài tấn lộc. Bên cạnh việc thờ cúng tổ tiên thì bàn thờ ông Táo, bàn thờ thần tài là thứ không thể thiếu trong các gia đình Việt Nam, đặc biệt là đối với những gia đình mà chúng ta làm nghề kinh doanh buôn bán thì bàn thờ thần tài là cực kỳ quan trọng. Tuy quan trọng và cần thiết là như vậy, nhưng vị trí đặt bàn thờ thần tài lại khác với bàn thờ gia tiên, bàn thờ thổ công. Vậy thì sự khác biệt đó bắt nguồn từ đâu? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Từ bao đời nay, kể từ khi có tục lệ thờ thần tài, bàn thờ thần tài luôn được đặt ở dưới đất, đối diện trực tiếp với cửa ra vào, chứ không phải ở trên cao và vắng vẻ người qua lại như bàn thờ ông bà tổ tiên. Cũng có nơi đặt bàn thờ thần tài ở một góc nhà, nhưng phải hướng ra mặt cửa chính. Vậy thì lý do vì sao chúng ta phải đặt bàn thờ thần tài ở dưới đất? Về điều này, phải nhắc đến truyền thuyết về thần tài. Có rất nhiều truyền thuyết về vị thần này, nhưng để lý giải cho một trong những lý do tại sao phải thờ thần tài ở dưới mặt đất, đó chính là truyền thuyết về Âu Minh và Như Nguyệt. Theo đó, Âu Minh là một lái buôn. Một hôm đi dạo ở Hồ Thanh Thảo, được Thủy Thần tặng cô hầu gái tên là Như Nguyệt. Âu Minh đã đưa Như Nguyệt về nhà và không hiểu sao từ ngày có Như Nguyệt, công việc làm ăn của Âu Minh thuận buồm xuôi gió. Chẳng bao lâu sau, Âu Minh đã trở thành một người giàu có và phát đạt. Thế nhưng một hôm, vào dịp Tết, Âu Minh bỗng đánh Như Nguyệt chỉ bởi vì tức giận. Quá sợ hãi, Như Nguyệt đã chui vào đống rác ở góc nhà và trốn mất. Không ngờ kể từ đó công việc của Âu Minh bắt đầu sa sút, dần dần trở nên tán gia, bại sản, trắng tay. Sau đó người ta mới cho rằng Như Nguyệt chính là thần tài, bởi khi có cô ở trong nhà, sự nghiệp của Âu Minh được ủng hộ cho nên rất khấm khá. Còn khi Âu Minh đã đánh đuổi Như Nguyệt đi, ông không còn được chiếu cố nữa, cho nên sự nghiệp tan nát. Kể từ đó thần tài được thờ cúng ở một góc nhà. Cần phải nói thêm rằng, ông địa thổ công và thần tài được thờ cùng với nhau bởi đây là hai vị thần có liên quan đến cuộc sống, tài lợi của đời sống mỗi người. Và ông địa cũng được thờ cúng ở dưới đất. Thế nên từ đó thần tài cũng được thờ cúng ở dưới đất. Sự gắn bó của ông địa và thần tài có thể thấy rõ ở câu đối thường gặp ở bàn thờ thần tài và ông địa. Đất thường sinh ngọc tốt, vàng ròng cũng từ đất mà ra. Thần tài là vị thần mang lại tiền bạc của cải cho mỗi gia đình, nhất là những gia đình buôn bán hay kinh doanh đều có bàn thờ thần tài để cầu xin mua may bán đắt. Theo quan niệm dân gian, ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng giêng được xem là ngày may mắn nhất trong năm vì nó mở đầu cho một năm mới tốt đẹp. Bởi vậy, từ xa xưa, cha ông ta đặt bàn thờ thần tài là không đặt ở trên cao, nhưng mà đặt ở dưới đất. Đặt ở vị trí có thể quan sát hết sự ra vào của khách hàng. Bàn thờ thần tài phải tiếp âm ở dưới đất, nếu ở nhà hay cửa hàng, phải để ở dưới tầng 1, có thể gần cửa chính hoặc ban công. Ngoài ra, lý do dễ dàng nghênh đón tài lộc, may mắn từ bên ngoài vào trong cũng là một trong những cách để lý giải vì sao bàn thờ thần tài lại được đặt ở dưới đất đối diện với cửa chính. Ngoài yếu tố tâm linh, thì theo lý giải về vị trí đặt bàn thờ thần tài, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh Tú cho hay, việc đặt bàn thờ thần tài ở dưới đất trước hết là để phân biệt không gian cúng tổ tiên với không gian thờ thần tài. Không gian cúng tổ tiên phải ở trên cao, thần tài, theo thuyết thiên địa nhân thì nở ra từ dưới đất. Thờ bàn thờ thần tài đặt ở góc nhà vì gắn liền với sự tích thần tài bị đánh đuổi, trốn vào trong góc nhà. Hiện nay bàn thờ thần tài để ở chân cầu thang hoặc gầm cầu thang mà không cần phải theo hướng gì. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú cho hay.
Đặc biệt, theo nhà nghiên cứu văn hóa nhấn mạnh cho rằng, bàn thờ thần tài ông địa tuy để ở dưới đất nhưng các vị này rất ưa chuộng sự sạch sẽ và sáng sủa. Trong quá trình thờ cúng, gia chủ cũng nên giữ cho các vị thần sạch sẽ bằng cách tắm rửa lau chùi bàn thờ thường xuyên thì mới mong may mắn tiền tài đến với gia đình của mình. Đó là một trong những điều rất quan trọng mà ai đang thờ thần tài đều cần phải ghi nhớ kỹ càng. Nơi tốt nhất trong nhà nên đặt bàn thờ thần tài chính là vị trí hợp với mệnh của gia chủ hoặc theo dòng khí hướng vào nhà. Hai địa điểm có thể lựa chọn để đặt bàn thờ đó là cung Thiên Lộc và cung Quý Nhân. Nó sẽ hỗ trợ cho gia đình làm ăn phát tài. Cung Thiên Lộc là phương lâm quan của Tuế Can. Nhà có cửa chính nằm ở trong cung Thiên Lộc, rất tốt và may mắn. Bàn thờ thần tài nếu chọn cung Thiên Lộc sẽ mang lại những may mắn về tiền bạc, gia sản thăng tiến, nhà cửa vượng. Không những thế, đặt bàn thờ thần tài nằm trong cung này sẽ khiến cho gia chủ có cơ địa tốt tươi, thông minh, tuấn tú lại khéo léo, tài năng kinh doanh giỏi, làm ăn tiến phát. Vì vậy, hướng Thiên Lộc được coi là hướng tốt nhất để đặt bàn thờ thần tài. Tuy nhiên, trước khi chọn hướng an vị bàn thờ thần tài, bạn cũng nên quan tâm tránh các hướng có sự ảnh hưởng của hướng có sao không vong, tử tuyệt. Nếu gặp không vong, tử tuyệt và khí tán, tài không tụ, có tài lộc cũng như không, nhiều người cho rằng hướng Thiên Lộc phạm các sao không vong tử tuyệt, gọi là hướng tuyệt lộc, dù tài sản có như nước rồi cũng tiêu tan hết. Cung Quý Nhân, Thiên Ất, đó là vị thần đứng đầu các thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được phù trợ. Đặt bàn thờ thần tài vào cung Quý Nhân, gia đạo sẽ được bình an, hỷ khí đầy đủ, làm ăn buôn may bán đắt, có nhiều khách hàng thân thiết và nhiều người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Tuy nhiên, nếu gặp không vong tử và tuyệt thì nguồn phúc giảm đi nhiều, hoặc nếu có mắc nạn cũng khó tránh bởi vì nguồn cứu giải kém hiệu lực, người và gia súc bị tổn thất, kiện cáo và thị phi. Cung Thiên Lộc tại hướng Đông Nam, cung Quý Nhân tại hướng Tây Bắc, tuy nhiên phải sử dụng la bàn để xác định rõ hai cung này tùy theo tuổi của gia chủ. Sau khi đặt bàn thờ thần tài ở các vị trí trên, nên có sự chuẩn bị cẩn thận, trước mặt bàn thờ phải quang đãng và sạch sẽ. Tuy nhiên, các gia đình cũng nên lưu ý, sau bàn thờ phải có chỗ dựa vững chắc, tránh đặt bàn thờ gần với thùng rác, nhà vệ sinh, nhà bếp để tránh gây ô uế, cũng không được đặt ở góc khuất kẻo hạn chế tiếp lộc vào nhà. Khác với bàn thờ thần tài, bàn thờ gia tiên trong các gia đình được đặt cố định tại trung cung, tức là vị trí trung tâm nhà. Thông thường, khi bạn đặt chân vào nhà từ cửa chính có thể nhìn thấy ngay bàn thờ gia tiên cùng với bộ bàn ghế tiếp khách. Đây là cách bài trí quen thuộc từ xa xưa mà kiến trúc nhà có hàng hiên và sân vườn bao quanh. Với những gia đình hiện đại ngày nay thì điều kiện sống đến diện tích cùng với cấu trúc không gian cũng không giống như trước, cho nên cách sắp xếp cũng khác đi nhiều. Như các gia đình sống tại các thành phố, tấc đất tấc vàng hiện nay thường đặt bàn thờ lên trên tầng cao nhất, chính là tầng thượng. Vị trí này sẽ thoáng hơn vì có khoảng sân rộng rãi và đủ vị trí cho mọi người có thể tập trung tại mỗi dịp lễ Tết, dỗ chạp. Nhìn chung, bàn thờ gia tiên vẫn nên được đặt ở trên cao thoáng mát, thể hiện được lòng thành kính của mình đối với ông bà tổ tiên, và đây chính là một trong những nét văn hóa của người Việt Nam. Bàn thờ thổ công hay còn được gọi là thổ thần thổ địa, đây là vị thần đã quen thuộc phổ biến trong tín ngưỡng của người Đông Nam Á, đặc biệt là các gia đình người Việt. Vị thần này chuyên cai quản vùng đất ở mỗi khu vực nhất định. Với những người làm công việc kinh doanh hay lập bàn thờ thổ địa thổ công, bàn thờ thần tài lại càng trở nên vô cùng cần thiết. Thổ thần thổ địa thổ công, khi thỉnh ở bên ngoài cửa hàng về, bạn cần phải đặc biệt chú ý. Gói vào trong hộp sạch sẽ, gói giấy đỏ. Tiếp đến, mang vào trong chùa để nhờ các vị sư trong chùa chú niệm nhập thần để chọn ngày tốt đẹp, mang về nhà, đặt an vị. Khi mang về nhà, bạn cần phải sử dụng lá bưởi để rửa cho sạch sẽ, tiếp đến lau khô rồi đặt lên bàn thờ. Sắm sửa đồ cúng để thực hiện việc khấn, những lần tiếp theo khấn cúng giống như bình thường. Bàn thờ thổ công thường thờ 3 vị thần khác nhau. Ở bài vị thổ công, người ta sẽ để danh hiệu của cả 3 vị thần. Thần thổ địa thường trông coi việc nhà, thần thổ công trông coi việc bếp núc, thần thổ kỳ trông nom việc chợ búa hoặc là việc sinh sản các vật. Trong dân gian xưa thường cho biết bàn thờ thổ công thường đặt ở trên bếp, cạnh bếp hoặc là trong bếp. Nó thể hiện tín ngưỡng thờ thần, vị thần chuyên cai quản chuyện bếp núc trong gia đình với mong muốn giữ lửa và mong muốn gia đình sung túc hòa thuận. Nếu bàn thờ gia tiên phải được đặt ở những nơi cao ráo thoáng mát thì bàn thờ thần tài lại được đặt ở ngay dưới đất.
Điều này cũng thể hiện sự đa dạng trong văn hóa tín ngưỡng thờ cúng mang đậm bản sắc dân tộc của Việt Nam. Từ việc thờ cúng các vị thần đến việc chọn vị trí để thờ cúng, mỗi vị lại mang đến những góc nhìn văn hóa khác nhau. Thiết nghĩ đây cũng là một truyền thống văn hóa tốt đẹp mang đậm dấu ấn hàng ngàn năm lịch sử văn hiến của nước nhà. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị và anh chị đã cùng theo dõi video chi tiết của Phong thủy Gia Cát, và hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị và các bạn đã có thể tìm hiểu được cách chúng ta lựa chọn cái vị trí để đặt bàn thờ thần tài. Bởi vì đây sẽ là một vị trí quan trọng mang đến tài lộc, vận may và hạnh phúc cho gia chủ. Mọi thông tin chi tiết và tư vấn thắc mắc thì quý vị hãy liên hệ về số hotline trực tiếp của chương trình, đó là 0327726336. Thầy Gia Cát và đội ngũ hỗ trợ sẽ tư vấn nhiệt tình cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.